2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2020. Khi hiệp định này được triển khai, nhiều ngành kinh tế tại Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh từ EVFTA và viễn thông là một trong số đó. Một trong những nguyên tắc chung là Việt Nam chấp nhận mở cửa thị trường viễn thông khi tham gia EVFTA. Việt Nam cam kết không hạn chế về số lượng doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch hoặc tài sản, tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng các dịch vụ đầu ra tỷ lệ tối đa của cổ phần trên vốn góp trên giá trị đầu tư nước ngoài loại hình cụ thể của pháp nhân hoặc liên doanh đối với nhà đầu tư eu đối với các dịch vụ xuyên biên giới việt nam cam kết không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ tổng giá trị giao dịch và tổng số lượng dịch vụ cung cấp các nguyên tắc này sẽ được thực hiện trừ khi biểu cam kết có quy định khác đối với các lĩnh vực có trong biểu khi tham gia evfta việt nam cam kết đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đến từ eu với các nhà đầu tư việt nam tuy vậy Việt Nam vẫn có thể đối xử khác biệt giữa nhà cung cấp dịch vụ này, miễn là không làm thay đổi điều kiện cạnh tranh theo hướng có lợi hơn cho nhà cung cấp dịch vụ Việt. Với các cam kết của Việt Nam khi tham gia EVFTA, thị trường viễn thông trong nước sẽ có bước mở cửa rất mạnh sau 5 năm nữa. Theo đó trong lĩnh vực viễn thông, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối với hai nhóm ngành dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng. Hai nhóm này lại chia thành hai phương thức là có hạ tầng mạng và không có hạ tầng mạng. Nhóm ngành dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm dịch vụ thoại dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh dịch vụ telex dịch vụ telegraph dịch vụ faximai dịch vụ thuê kênh riêng và các dịch vụ như hội nghị truyền hình thông tin vô tuyến kết nối internet và truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá nhóm dịch vụ giá trị gia tăng gồm mạng riêng ảo thư điện tử thư thoại trao đổi dữ liệu điện tử thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu chuyển đổi mã và giao thức thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu các dịch vụ mai gia tăng giá trị với các dịch vụ cung cấp qua biên giới cho khách hàng tại việt nam nhóm dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất các nhà cung cấp dịch vụ từ eu được tham gia không hạn chế tuy nhiên họ sẽ phải thông qua thỏa thuận thương mại với một tổ chức được thành lập ở việt nam tổ chức này phải được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế với dịch vụ viễn thông vệ tinh các nhà cung cấp từ eu phải thông qua thỏa thuận thương mại với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế việt nam được cấp phép quy định này cũng có ngoại lệ trong một vài trường hợp cụ thể